Rồi Nhân xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay em làm một cái clip để hướng về cây dừa bonsai, chỉ cách cho mọi người cái cách xử lý mà những cây dừa mà thân dài á, lá nó dài á, khi chúng ta cây dừa lụm á, cây dừa lụm mà thân nó lá dài quá mà lá nó không được sâu đẹp á, nó xấu á, hoặc là chúng ta đi mua không có được những cây dừa mới nhú mọng mà người ta chỉ bán những cây lá dài, nhưng những cây lá dài thì mình làm không có đẹp. Cách đầu tiên mình xử lý là mình phải cắt bỏ cái lá đó, đừng chần chừ gì hết, mọi người chặt ngang cho em luôn, dùng cái kéo á, kéo cắt ngang đây nè. Cây này em đã xử lý khoảng hơn 10 ngày rồi, bây giờ nó đã ra lá là được lá mới ha. Bây giờ em tiến hành xử lý cây này để tạo bộ lá mới cho cái cây của nó. Nhưng mọi người lưu ý xử lý như thế này, mọi người nên phan lọc vỏ nha, để cái vỏ nó giữ ẩm cho bộ rễ. Khi chúng ta lột làm cái rễ nó dập là rễ nó khó phát triển để tạo bộ lá mới. Chúng ta để nguyên cái vỏ, khi lá phát triển như thế này chúng ta hãy bắt đầu lột. Đây em đã có ương nha, lúc hổm là em bỏ vô cũng cái chậu mũ nè, chậu mũ gì nè, bây giờ nó cũng ra rễ rồi nè, rễ khỏe khỏe không, quá tốt luôn. Bây giờ chúng ta tiến hành lột ra là trồng và xử lý cái bộ lá này. Bộ lá này xử lý khoảng 2 tháng là có bộ lá đẹp ha mọi người. Nè, nó có cái ngọn non ở trong này nè. Cái dáng này cũng đẹp ha mọi người. Cây này lúc hổm em lụm ngoài vườn á, mà lá nó dài thọn xấu quá à, nên em xử lý cho cái bộ lá nó lùng lại, ngắn lại, bây giờ ngắn lại nè. Lột ra là ok. Mọi người theo dõi em lột ha, để xử lý cái cây dừa này làm một cây dừa bonsai đẹp hết mọi người. Em lột ơi, chặt cái đít nha mọi người, chặt cái đít để vừa lột. Thân cũng khá là đẹp mọi người. Này em đã lột xong rồi. Ví dụ quá đẹp mọi người, đẹp nha, dáng đẹp luôn á. Bây giờ mình tiến hành cạo nữa ha.
Rồi, em đã cạo xong ha. Giờ mình sẽ qua bước xử lý là gập bẹ. Rồi bây giờ mình gập bẹ nha. Gập bẹ những cái bẹ đen ở dưới trước. Mọi người nhìn có thấy rõ không? Cây này nó ra rễ đang phát triển rễ tốt mọi người, mình vô chậu luôn là tốt luôn đó. Cây này em dâm cũng hơn 10 ngày, gần nửa tháng rồi, nó mới ra được bộ lá, một lá đầu tiên. Tí mình sẽ xử lý cho nó ra bộ lá mới để cho lá nó lùn nó đẹp ha mọi người. Em chỉ phái những cây lá lùn, những cây cao nhìn nó không có, không có nét đẹp. Mọi người xử lý cái bẹ nó đi kỹ nha, đừng cho nó đã phạm vào bên trong nha. Phạm vào bên trong nó có thể làm những vết thương như làm những vết độc, nó có thể gây ra chết cây luôn, bị úng á. Nên gần lên trên mọi người xử lý nên cẩn thận. Nên để ngược mọi người cũng hơi khó xem ha, mọi người thông cảm nha. Tiếp tục gặp mọi người. Bên trên gọt nó hơi cao cao một tí, đừng nên gọt xé cái phần non quá. Rồi vậy bữa nó già lên cái mình gọt tiếp. Gọt chỉ cho nó an toàn cái cây mà nó khỏe cây nha mọi người. Mọi người test ra gọt lên trước một bên. Vừa đang dần lộ diện nha mọi người. Một bẹ nữa là tới cái lá này. Đây mọi người chích không cẩn thận là vô phạm vào trong là dính lá nó đó. Nghe yếm trong nó mỏng mà nó non nên rất dễ bị đứt. Phần quan trọng nhất mọi người để tạo cái bộ lá đẹp đó, mình phạm như trong là cái lá nó đứt là mai mốt nó sẽ có dấu đen trên những chiếc lá của mình ha. Mọi người có thể áp dụng cái biện pháp của em ha, những cây dừa nào cao quá ngoài vườn người lấy dao và cắt bỏ khúc cho em, giờ ôm vô một cái chỗ khác ăn 10 ngày hơn 10 ngày có một kết quả như một cây dừa như em ha. Đây bây giờ lá nó sẽ lùn lên từ từ nha mọi người. Bên trong nó có một lá non này, một nhị non nè. Đây cái lá này nữa em sẽ làm nó lùn luôn, mình gặp bẻ nó hoài là nó lùn ha mọi người. Cây dừa này mọi người thấy
dáng nó có đẹp không? Rễ nó bò theo thân luôn mọi người, rễ non em để rễ gì luôn không cắt bỏ đâu, cho nó bò lại theo thân gì nè, để trồng hướng gì luôn mọi người, trái quay lên trên. Bây giờ em sẽ tiến hành trồng vô cái một chậu mũ. Rồi em đã tiến hành trồng vô một cái chậu mũ mọi người. Đây em trồng khi nào mà tạo cái bộ lá nó đẹp rồi em mới lên cái chậu khác mọi người. Đây là em chỉ trồng tạm thôi cho nó tốt thôi. Những cái dừa khác cũng vậy ha. Em dâm cho bộ lá tốt rồi mới lên chậu khác. Mà cũng chưa có cây nào đẹp chứ em cũng đang trồng thôi. Chưa có cây thành phẩm đẹp mọi người. Rồi em xin chào mọi người ha.